chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Minh Trần Vlog của mình. Đấy thì các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để dẫn các bạn đi tới một địa điểm cũng khá là hay ho và độc lạ ở bên Đài Loan này các bạn ạ. Thì cái nơi mà mình chuẩn bị dẫn các bạn đi tham quan và khám phá đó chính là một trong những cái cảng thuyền, cảng cá các bạn, cảng cá, cảng hải sản bán ở bên Đài Loan này các bạn ạ. Thì nói chung là cái cảng này nói chung nó không phải là cảng lớn các bạn, nó chỉ là cái cảng hải sản, cảng biển nhỏ nhỏ thôi của những ngư dân người Đài Loan, họ đi đánh bắt xa bờ ở ngoài biển về họ nhập tại cảng họ bán các bạn ạ. Nói chung là đồ tươi sống luôn các bạn, toàn là đồ hải sản, cá biển, tôm biển, cua biển các thứ, hình như là có cả cá mập nữa các bạn. Nghe nói bảo là ở đây bán cả cá mập các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài đó khám phá xem là cái cảng hải sản, cảng biển ở bên Đài Loan này nó như thế nào các bạn nhé. Thì từ bé đến lớn này mình cũng chưa, ở Việt Nam thì mình cũng chưa biết cái cảng hải sản đấy như nào. Thì hôm nay mình sẽ ra ngoài đó mình review cho các bạn xem là cái cảng cảng cá ở Đài Loan này nó như nào các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mời các bạn đi cùng mình nhá. Let's go. Mình đang đi trên đường đi ra chỗ cảng cá các bạn, nhưng gặp cái cảnh này các bạn ơi. Đây là một trong những cái cảnh này. Một đoàn người đang diễu hành kiểu dạng như chùa, thuê mấy cô quán bar nhảy biết loài lắc đi lắc ngồi như đùi bà này như đùi lợn xẻ. Đây các bạn xem đùi của em này, cái đùi như đùi lợn xẻ. Bà này chắc đẻ mấy lứa sao nhỉ? Các bạn xem lại nhá. Ôi, thấy chưa? Lắc các kiểu đùi kinh khủng. Ui đùi, ui giời đùi. Em này ngon này các bạn này. Đấy. Em đằng trước này nghe vẻ thon này, ngon này. Đấy, đùi nghe vẻ ngọt hơn, thon hơn. Đây là kiểu dạng như nó diễu hành đi chùa chiền các bạn. Bên Đài Loan này phong tục tập quán nó như vậy. Kinh khủng các bạn thấy không? Có em ở giữa này không ấy, mình đi quay qua thôi, mình quay nhưng mà bị người ta đuổi. Không tôi quay các bạn. Quay tí bọn cho bạn xem. Đấy, thấy chưa? Toàn đùi heo. Ok, bây giờ mình sẽ đi các bạn nhá. Đấy, chùa chiền các bạn. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thưa các bạn, thì hiện tại thì mình đã đến cái cảng hải sản ở bên Đài Loan này các bạn. Cái cảng hải sản này thì chung là nó bé thôi, là nó không to. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong mình xem là bên trong này nó bán cái gì các bạn nhé. Cua biển các bạn. Đây 100 là 150. Thì vợ mình, anh trai mình đậu. Trong này hơi tối không? Đây là toàn đồ hải sản ở biển họ mới cho bắt ra không? Còn cá biển, trứng. Đây, cá gì to à? Cá mập. Đây cá mập quăn các bạn. Nhìn cái đầu cá mập. Cá mập quăn. Những cái hàm cá mập. Hàm cá mập. Đây bạch tuộc các bạn. Bạch tuộc. Tôm. Nhiều dã man. Toàn đồ hải sản. Mới vừa cập bến. Hôm nay bọn mình đến nó hơi muộn các bạn. Hơi muộn nên là hình như là họ bán hết rồi sao. Chứ hôm nay hình như là cũng không có nhiều đồ hải sản lắm. Hết rồi, nó chỉ còn chỗ này thôi. Ở kia không? Cá mập. Kia đầu cá mập. Ra đây xem thuyền. Đây là thuyền đánh cá ở Đài Loan các bạn.
thuyền đánh cá họ Đài Loan họ vừa cập bến xong. Kìa các bạn này, đây là nói chung là cảng biển này nó khá là nhỏ các bạn, rất là nhỏ luôn. Đây là thuyền Đài Loan, thuyền đánh cá Đài Loan. Thuyền này chắc phải không là lóng sắt. Mình sẽ đi ra đây mình review cho các bạn xem cái chỗ này. Đây là thuyền đánh cá này các bạn, họ vừa trở về từ biển. Review cho các bạn xem là cái thuyền đánh cá ở Đài Loan này nó có điểm gì giống và khác nhau giữa thuyền đánh cá Việt Nam chúng ta. Nói chung là thực ra thì mình cũng chưa tận cảnh nhìn thấy thuyền đánh cá ở Việt Nam. Đây đang buồng lái. Lái. Thuyền này là bằng xi măng các bạn ạ. Thuyền này là bằng xi măng chưa sắt thì sắt đất lắm. Thì nhìn xi măng. Xi măng như họ quét sơn. Kìa của anh chàng là câu cá kìa. Bé ăn lớn giờ mà nhìn thấy thuyền đánh cá các bạn. Ở đây là phao. Phao nhìn như quả bưởi. Giống quả bưởi vãi trưởng luôn. Các bạn nào công nhận mình đây là phao giống quả bưởi không? Như quả bưởi. Đây là cái này anh câu cái gì này. Câu gì ở dưới này. Để vợ mình sẽ dầu mình đang nhòm ngó gì đây. Mua gì đây? Tôm à? Ghẹ à? Ghẹ to cái gì nhỉ? Ghẹ này có nhiều thịt đâu. 4 cân. Đó chị nhâng lên xem nào. Nhâng cho ghẹ. Ui con ghẹ này màu mè thì. Ui con này con to thế nhỉ? Cũng là ghẹ à? Cái đuối này. Trường nâng cái này em xem nào. Rồi. Anh nâng lên anh lên. Đó đây là cá đuối các bạn. Siêu to. Đó, to thế. Cái cá đuối này siêu to lắm. Đây là toàn cá biển các bạn. Cá biển. Mình vừa nãy mình ra mình quay được cái mập kia. Hôm nay đi không nhiều rồi hôm trước. Đây là cá gì các bạn ơi? Cá này nhìn lạ lắm, nhìn mắt nó nhỉ. Lạ hoắc luôn. Không biết cá gì. Nói chung ở đây toàn là cá biển này các bạn. Ở đây là mực này, mực bạch tuộc này. À, để nó sang quẩn. Bây giờ mình sẽ mua ốc các bạn nhé. Mua ít ốc này về xào ra gì không? À, mày quay phát. Mình sẽ mua 3 cân ốc này về xào ăn ra gì các bạn? Ốc biển. 250 2 cân.250 250，我帮你再装个袋子，等一下。三年前，虾子一斤200块。对，过来一点。Ghẹ bao tiền cân? Đây. Mua ghẹ các bạn. Đây là ghẹ. Nó chọn. Ghẹ gì màu? Màu to đi. Chưa kê. Đây. Chí nó nha cho. Chưa kê. Mất ghẹ càng rồi. Chưa kê. Chưa cơ mà.
Vâng, con nào? Đây này Hảo ơi, đây này. Đây này. Xem nha. Con đi bé. Xe kéo rồi. Khoan. Năm con rồi. Nói chung là hết rồi các bạn. Ở đây không có gì cả. Bé lắm. Thì chắc là video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn mà thấy hay thì hãy like video giúp mình các bạn nhé. Mình sẽ Ai nhỉ? Đây này, cua này Hảo ơi. Cua này. Hảo ơi. Đi chi thôi hả? Đi chi bao? 750. Hả? Hải quan. 750. Tôm này chợ đây. Tôm này chợ bao nhiêu? Bao tiền cân đấy? Cảm ơn. Bao tiền cân? Một chi 200 khoản. Đây thì 200 mua là 200. Hải quan. 1 chi 200.